Hello, chào nhà. Bữa nay chú cháu mình đi săn cả nhà, đi trên xuồng. Bữa nay thì mới lấy cái cục vàng về. Mới lấy đầu nghề về cả nhà. Cả nhà thấy bữa nay thì anh em mình bữa nay trang bị đầy đủ rồi. Bữa nay sử dụng luôn tới cái máy. Đây, cả nhà coi anh em mình đem ra ngoài xuồng. Là mình thấy là trước mắt là mình quên cái thùng xăng rồi đó cả nhà. Để cố gắng lấy hình ảnh này tới chỗ chiếc xuồng thì chạy vô lấy thùng xăng. Rồi để xuống đó đi, gắn dịch vô hay là xuống dưới gắn cái lát này, cái cây cốt này cũng cốt cũ, cốt cũ à, không phải cốt ổng mới mua. Rồi, ông ta ổng thay hết, tôi quan trọng là vô không nữa kìa, vô không, vô không. Cái răng ông nói, cái răng kia nó mòn, cái răng này nó cũng mòn đó. Hai chú đem cái máy xuống. Gắn nhỏ vô chỗ nhỏ em gái. Đây, ngon lành. Tay hay run. Để làm chỉnh. Đó, hay quá. Khá lâu rồi chưa được tới. Chào cả nhà mình nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Anh em mình bữa nay lại tiếp tục ra cái bãi lục bình câu ở nhà. Thì hồi chiều á anh em mình có chuẩn bị là mới lấy cái máy, mấy ngày nay á, nhưng mà mình chờ tính về đi test cái máy, đi săn cả nhà, đi vô hùng chạy xuồng máy đi săn luôn trên xuồng. Và đi rồi về luôn. Nhưng mà cái máy của mình á nó bị trục trặc, mưa quá cả nhà, mưa dầm nhẹp hết trơn. Cho nên nó cái máy nó bị trục trặc, nó rất dây giật á, nên anh em mình không có đi quay trở về. Khi cái máy lên dẹp mình sẽ chèn cái khúc mà anh em đi vào chiều cho cả nhà mình xem cái lúc đầu video nha. Còn ở đây bắt đầu tối bữa nay thì chú cháu mình anh em mình lại ra đây câu để coi coi tính nó phấn đấu. Nó nói là bữa nay tao ngày đầu tiên ra tới cậu đây, tao phải bắt con cá 5 kg. Vậy sống trong vòng mạng. Đó, cho nên cả nhà hãy đón coi coi tối bữa nay chú cháu anh em mình thu hoạch cái gì ở trên cái bãi lục bình này nha. Ở đây thì anh em mình móc một cái lỗ này khá to, mới xuống câu cả 3 cặn, mấy cặn đấy, xuống 3 cặn luôn. Thì có cái vợt cần tiếng để sẵn bên đó đó nha, tuốt bên đó. Thế coi bữa nay mưa quá trời to, thằng tiếng dần tính như ướt nhẹp hết trơn. Anh em là ướt nhẹp hết trơn, ướt tìm bẹp hết trơn đó nha. Bữa nay vẫn đi câu mồi cũ rồi nha, sử dụng 3 cần thôi. Cần nó gãy mình chưa sửa lại, mình chưa có chế lại sửa lại. Chưa có nói ngày là không có khả năng mua thì chỉ chế lại nha. Để sử dụng lại. Cá nó ăn à? Cá này có không còn dính, bắt đầu dính rồi cả nhà. Ơi cá này. Trời ơi, cá này thôi khỏi, con này khỏi, con này nhỏ. Con này khỏi giật, cái này có hơn 1 ký cho lại gì. Khỏi giật. Lấy mấy cái ba lô để mày tao dẹp đây đi cho nó gọn. Để mấy cái đồ đem đây. Chống lại dọn chống hết. Mày lấy cái kiện đi. Mày cứ dòm cẩn mày. Mấy cái túi đồ đem đi hết đi tiếp. Đem dục cái thùng xăng ra, đấy thôi. Đem thùng xăng đây tao. Thùng xăng lo nha. Hay nghĩ xăng ra gì còn dữ. Rồi sao có. Rồi cái bài bọc màu cao hồng đó là bọc gì đem đây? Bọc thức ăn xăng đóng trong đây hồi cá nó chết thì về ăn được không trời. Như thấy đây, thấy cá đây. Thấy cá rồi, giờ tắt nước. Nó hôi gình xăng là sao ăn uống gì được. Trời ơi. Đây, con đầu tiên của anh em ạ. Tính dính một con thôi nha. Trời ơi, nãy giờ mình không có bấm máy luôn, mình tưởng mình đang quay không.
chút lưỡi luôn à. Tiếp một con nữa hả? Vì chiều cuối đó. Mình đang có điện thoại cho nên tiếng dính một con nữa nha. Dính cá bên này, ngày bầy cá không lớn lắm rồi. Bên này cá nhỏ. Mình đi nước nhiều á, nước cạn thì phiêu quá nhỉ. Phiêu quá mình đi không nổi cho nên đi sớm sớm đó. Đến đây mình được có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con đó. Có 2 con dép nữa là 7 rồi nha. Anh em mình di chuyển lại cái địa điểm mới à. Nhà thấy đậu lúa nãy chui vô trong kẹt, bây giờ đậu nới ngoài chút xíu. Mới vừa lại thì có một con lòi sảy ở nhà, đứt hết lử, bứt lử luôn. Lấy cái vợt, trời ơi, cái vợt, trời ơi. Trời ơi, nó đập đó. Ủa, cái cốc, lấy cái vợt, có cái vợt không xài để mà nắm mà gớt cái chùm xuống. Sao mà lấy kịp, mày không biết bố tao là ai à. Trời ơi, nó bự. Quá trời đã, quá trời đã luôn. Thanh thằng ơi. Quá trời phê rồi. Bữa nay là chất lượng. Cái tính lập công chất lượng. Ừ, con cá cóc ăn thịt rất là ngon cả nhà. Phê lắm. Lần này lần thứ 2 câu được con cá cóc. Lần trước là con câu là lần câu 8 ở đây. Ăn quen hả? Ăn quen kiếm cá cóc nữa hả? Đang cục mồi nè. Cục mồi nó bỏ đây. Cá cóc đâu đây? Con nó cóc đây. Dữ rồi. Chưa thấy, chưa tới chỗ, tới đáy này cá lại ăn. Bữa nay dính ngay cái luồng cá mẻ nhỏ. Cũng may tính gánh lại được một con cá cóc rồi thôi nha. Có lý. Quá ngon. Đã thiệt. Ê, nói cho tính tôi không biết câu cá đâu. Lù lù hả? Mù đi đêm. Đấy con quên nữa, con cá không bị mù. Đây coi tính nó dính ô con cá này. Không sao, được cặp mắt được, hoàn toàn sáng rồi nha. Nha. Ừ, ngon lành, hiểu chưa? Dính cá cóc ở sông mình, cá thấy ở ngoài sông câu cả nhà thấy không? Muôn màu. Mình sông lớn. Tiếng tiếp tục. Còn chút không. Cá này là trường hợp này là mình cứ ưa nói hoài. Tiếng nó gọi là cá khô á nha. Nhỏ nhỏ. Gọi là cá khô á. Nó làm lý á. Nó làm lý á trên mà cá nhỏ nhỏ.
Ủa vậy con mới đúng chứ, dính kìa. Dính không? Nếu không thấy cần mày ăn thịt thịt gỗ thèm. Cá bự dữ rồi. Phía về nhà thu cần, Tiến thì đang tính thu cần lên rồi, cuốn cần này lên đi Tiến, tính này. Nè để dệt lên nó gọn gàng lên đây con. Đây thành quả thì bữa nay thì nhiêu đây, chút xíu mình về tới nhà rồi mình sẽ thống kê rồi mình sẽ gom lên mình chia sẻ cho cả nhà mình ha. Còn ở đằng kia để được vài con đẳng nữa kìa. Thôi bữa nói gà cái nhà tới chỗ thì tới chỗ rồi nha. Bữa nay thì dính được có được khoảng 3-4 ký cá, được hơn được dính được chú cá cóc. Ô nó nặng à, cũng nặng rồi nha, quá đã. Giờ mình lên bờ, lên bờ rồi quay trở xuống cột xuồng. Thành quả bữa nay không tệ, về tới nhà 10:30 được khoảng tầm 4 ký cá, cho nên mình kia rồi xin dừng video. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha, nói nhiều hẹn cả nhà vào gặp. Hiện cái nhà giờ video sau cái nhà. Cái nhà nhớ xem và ủng hộ cho kênh của mình, kênh Trong Pha Vlog, một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn nhiều. Bye bye nha. Bye.